các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. MC Thanh Mai khiến nhiều người ngưỡng mộ khi khoe làn da căng mịn ở tuổi 47. Giáng mi cũng được khen, lão hóa ngược khi hơn Thanh Mai 2 tuổi nhưng vẫn trẻ trung không kém. Siêu mẫu Hà Anh và chồng tay khóa môi trong bể bơi khi nghỉ dưỡng ở dì rọt tại Nha Trang. Bảo Thi khoe lưng ông nuột nà với đồ bơi. Con trai nhà MC Hoàng Oanh được mẹ để tóc dài cột cao khiến nhiều người nhầm là con gái. Lý Nhã Kỳ cư sừng làm nhé, khi hóa nữ sinh. Sắp bước sang tuổi 39, nhưng diễn viên Anh Thư vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai như phụ nữ tuổi đôi mươi. Biểu cảm đáng yêu của quý tử nhà Phan Đinh Tùng. Diễn viên Trịnh Kim Chi hội ngộ nhiều nghệ sĩ như Lý Hùng, Hiền Mai, tiết cương ở tại một bữa tiệc mừng sinh nhật. Anh em quốc cơ, quốc nghiệp mừng bố mẹ kỷ niệm 40 năm ngày cưới. Ba con gái nuôi Linh Đan, Mimi sốc của nhà thiết kế đổ mạnh cường trong bộ sưu tập mới nhất của siết đo. Sắc vóc của gái hai con Đinh Ngọc Diệp khi sánh vai bên ông xã Viết To Vũ. Hà My